Tượng gỗ Sưởng Yến Hồng xin chào toàn thể chị các mình. Hôm nay em nên cho chị em mình một siêu phẩm bên em vừa hoàn thiện xong. Đây là tác phẩm cụ Di Lặc Ngũ Phúc Vác Cành Đào chị em nhá, được làm chất liệu gỗ lùng em. Và chất liệu gỗ lùng em chị đã biến đổi có mùi hương thơm vô cùng đặc biệt, sang trọng và có nhiều quý phái đúng không ạ? Và tác phẩm này bên em với chiều cao đến là 75, ngang 81 và sâu là 32. Và hiện tại bên em đang giao lưu tại cửa hàng với giá vô cùng êm ái chỉ là 55 triệu đồng và bao ship toàn quốc cho toàn thể chị em nhà mình nữa. Và sau đây em sẽ tiến gần máy quay lên toàn thể cho em ngắm nhìn và thưởng lãm chi tiết của tác phẩm bên em. Trước tiên là chị em ngắm nhìn khuôn diện của cụ ạ. Đấy, khuôn mặt rất là phú hậu, ánh mắt hoan hỉ, nụ cười tươi vui chị em nhá. Tính giải áo như giải quần thôi. Người thợ bên em làm vô cùng mềm mại chân thực. Và phía trên vai cụ đây đang vác một cành đào tiên với những quả đào tiên chín căng mọng. Người thợ bên em làm phô ra phần lá, phần hoa. Như anh chị ngắm nhìn phần cành giúp em này. Đấy, rất là kỹ càng và tỉ mỉ nhá, từ phần mấu mắt đây rất kỹ càng tỉ mỉ đúng không ạ? Và xung quanh cụ có 5 cô cậu tiểu đồng đấy, rất là tinh nghịch, hóm hỉnh và đáng yêu. 5 cô cậu tiểu đồng cũng tương ứng 5 điều khát vọng cho anh em nhà mình, khang linh phúc lộc thọ chị em nhá. Đấy, mỗi chú mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10 đúng không ạ? Và tác phẩm này bên em có làm thêm hai linh vật cấp tiền thử, linh vật chú Luân Sư, và phía dưới đây là một linh vật cấp tiền thử đấy ạ, để chiêu tài và hút lộc và cũng như xua đuổi tà khí, mang lại thật nhớ vượng khí gia chủ nhà mình đó. Và chú Luân Sư là người thợ bên em di sần toàn bộ thân mình đây. Đấy, và đây có một hũ tiền vàng anh em nhá. Đấy, với những đồng tiền vàng xếp đất lên nhau, người thợ bên em châm tỉa rất là kỹ càng. Đấy, cũng mong muốn chứa đựng thật nhiều tiền tài như của cả nhà mình đó. Và cùng với đó bên em cũng làm thêm một bao tiền vàng đây, rất là căng tròn. Đấy anh em nhá. Đây, từ anh chị ngắm nhìn từ nếp gấp bao tiền vàng này cũng làm vô cùng là mềm mại và chi tiết và tỉ mỉ đúng không ạ? Và bên em còn làm thêm cả một cây nhân sâm ngàn năm tuổi cũng như là cây lấm linh chi nữa, mong muốn thật nhiều sức khỏe cũng như sự trường thọ. Đấy, anh em cũng làm phần lá phần hoa đây. Và phần dưới đế đây anh chị ngắm nhìn giúp em này, đế này là bên em làm rời anh chị em nhớ, cũng là gỗ ngọc am đấy ạ. Đấy, và các bác ngắm nhìn phần đằng sau giúp em, bên em cũng làm chú Luân Sư đây, các bác ngắm nhìn phần đằng sau giúp em đấy ạ. Đấy, hoa lù 3D xuyên từ mặt trước ra mặt sau, tác phẩm bên em làm tứ diện chị em nhá. Đấy, mặt trước mặt sau như một đấy ạ, làm vô cùng là kênh bong và moi móc này. Đấy, các bác ngắm nhìn giúp em rất đẹp đúng không các bác nhìn. Dạ vâng, và tác phẩm bên em được, và đặc biệt hơn nữa là tác phẩm bên em được làm chất liệu gỗ lu ngọc am anh chị em nhớ, vô cùng là quý hiếm. Để có một phôi lu hoa ba d to đẹp như này phải mất lên đến tầm 150 đến thậm chí là 200 năm có một phôi gỗ lu to này anh chị em nhớ. Và với chiều cao đến là 75, ngang 31 và sâu là 32, bên em hiện tại đang giao lưu với giá chỉ là 55 triệu đồng và bao ship toàn quốc anh chị em mình nữa. Và anh chị em mình còn chần chờ gì nữa, hãy nhấc điện thoại lên mà hotline ngay cho bên em với đầu số 0789336318 hoặc là 0981336318. Kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi những hình ảnh chi tiết và gửi những video rõ nét hơn toàn thể trên cân đối đó. Cảm ơn anh chị em mình đã lắng nghe và theo dõi.